giờ là hôm nay là gia đình mình chuyển hướng là đi thăm một số đi thăm một số thắng cảnh nữa ha, là về ha, hay là đi luôn? Dạ về sẽ đâu anh. Coi như là về thẳng luôn ha chưa? Dạ về. Thôi bây giờ là nói chung là về đây thì Trương đã đưa vợ con nói chung là anh em mình là không có nhằn nhùi cái chuyện mà Moni mà cái tình cảm là mình đã nói trước rồi đó. Nha, không có ý kiến gì nữa. Tranh luận với đó cho nên là thôi. Rồi anh em mình chỉ nói vài lời để mà chia tay rồi đến khi nào đó rồi anh sẽ lên trên Lê Cô Công Tâm, anh ở 365 ngày luôn, ở trên đó luôn. Nha. Nha. Đó, cho nên là thôi mình chia tay. Anh lấy luận đây. Bác tỷ đi. Rồi chia tay em luôn, bắt tay cái. Tay cái. Ví dụ này anh thấy nó sai. Rồi, bắt tay con cái nha. Bắt tay con cái. Rồi, đừng nặng vấn đề đó, bắt tay con cái nè. Cái này là cái tình cảm nha. Dạ bây giờ không biết tại vì bây giờ mình có mong tại vì gia đình rất cảm ơn anh và mong anh được sắp xếp lên chơi một em rồi cái đó là đó, ok dạ là một chuyến du lịch xuyên Tây Nguyên chẳng hạn là mình nói chung là mình cũng cầu mong làm sao mà để anh em mình là gặp nhau một cái bữa đàm đạo và tính chất hội ngộ mà một vài anh em nữa em cũng xin lỗi là thời gian nó hơi ít mà không có nữa anh em mình mục tiêu nhiều quá cho nên là nói chuyện với anh cũng không được nhiều lắm. Lẽ nào phải cùng với Lê anh ha. Đó đúng rồi nhưng mà mình cho nên mình biết mình cũng không mình biết điều đó ha, mình biết điều đó sẽ xảy ra. Rồi thôi bây giờ là rồi em biết và anh biết. Anh em mình cũng mong muốn là sao thôi để khi anh em mình gặp nhau với cái thời gian mà nói chung là mình rất cảm ơn hai vợ chồng là đã nhiệt tình đã ghé đến gia đình mình. Đã ghé gia đình mình là coi như một cái chuyến du lịch và đến thăm nhà của Quang Đẩu là mình rất quý nha. Đó cho nên là mình hết sức là có một cái tình cảm và kỷ niệm nha. Một cái kỷ niệm rất là đáng nhớ nha. Là anh có làm cái clip anh quăng lên rồi để cho mấy thằng bạn cho nó thấy. Nó thấy và nó sẽ đến đây chứ đừng có thấy mà coi như là trốn. Đó nha. Rồi thôi bây giờ là anh bảo là thấy mình đến biết là anh không lấy tiền thôi nhưng mà phải đến không đến không được. Rồi thôi bây giờ anh em mình chia tay nha. Rồi bây giờ mình sẽ đưa ra xe. Anh cho em xin cái túi đỡ qua cái gì vậy? Cái túi bánh kìa. Nó có bánh của Thi nó gỡ cho anh chứ đâu có gỡ cho em đâu. Rồi chia tay nha. Tạm biệt. Rồi chia tay nha. Rồi anh em mình sẽ hẹn gặp lại. Rồi nhớ nha, nhớ nhà nghỉ 89 nha. Con gái đâu rồi? Con gái đó vậy đó. Rồi con trai đâu rồi đó. Rồi bây giờ anh em mình không nói gì nhiều tất cả những cái tình cảm là san sẻ khi mà hai vợ chồng hai đứa con đã ghé lại thăm Quang Đẩu, đó là một điều rất quý. Anh em mình cùng chia sẻ với cả lớp là có Nguyễn Thu Trương cùng gia đình là đến thăm gia đình Quang Đẩu. Xin chào các anh em mình cùng lớp nha. Nhớ nha. Rồi nhà Quang Đẩu đây. Xin chào mọi người, tức là rất may mắn đến nhà anh biết địa chỉ và đến nhà anh Đẩu. Giờ chia tay thì cũng rất là buồn thôi. Rất cảm ơn anh Đẩu
quá chu đáo và lý luận rất là sắc sảo, cãi không lại, cãi học sinh mà học sinh là chỉ biết ba con dòi, ba con dòi thôi chứ đâu có chắc là cãi gần nửa tiếng rồi cãi không lại thôi, đành phải chia tay vậy. Rồi thôi, nên mình nghĩ nha, rồi rồi, rồi. Rồi. À, đi vui nha, dạ, đi nào có dịp đó sẽ lên miền Tây Nguyên nha. Cưa măng rừng á, cưa măng rừng mình thích ăn măng rừng rồi là ngâm. Dạ dạ dạ. Rồi xin chào các bạn cả lớp. Rồi nhớ đây là nhà của Quang Đậu đây. À. Dạ. Học khóa 13 ha. À, có 13, vậy là học ngành nào? Dạ, cũng sinh nhà mình ấy. Ủa, cũng học sinh luôn hả? Nhưng mà bây giờ chị không có làm mạng đó. À, vẫn còn làm ở cơ quan hả? Bây giờ bữa nay vẫn. À, vậy hả? Anh Đậu là đậu vào là sinh khóa 1 trường mình. Dạ. Coi như là học đường mà về làm nẻo á. Anh là đi theo cái đường nghệ thuật. Dạ, dạ. À, rồi, thôi anh em mình chia tay nha nha. Rồi, bye bye. Rồi, bye bye một lần nữa. Rồi. Rồi, rồi. Con gái, rồi, chào gái nha. Rồi. Rồi, bye bye nha. Chúa thương sắc mùa xuân.